tới tay gọi thế là ông trả lời, ông bảo mình, ông bảo là không có con nào luôn. Bây giờ chân mẹ to như cái cột đỉnh này, chân đẹp. Chân đẹp. Một thao đang tới, ba này thì về một đàn. Có chọn đâu? Không chọn, nhắm mắt nhắm mũi bác. Mà không bán, bán chọn không bán đâu. Nó bảo chị nhắm mắt nhắm mũi bác, con nào cho em thì bác. Có chọn là bác rồi. Đàn này là đẹp đấy anh ạ. Em nói câu công bằng. Alo. Alo. Anh không? Ông anh để làm mấy gì cây à? Tí nữa anh gọi người ra đến lúc nào thì em trở ra anh mở cửa nhé. Đây còn 40 con, nó 26 con. Con đấy nó định nuôi để nó bán thịt. Thế nhưng mà mình cần thì mình cần cho xuống xem cùng nhà nó không bảo bắt lên đây. Con lên đây bắt luôn một thịt. Thế nhà mình nuôi san là nuôi làm gì rồi một lúc lắm hết. Cái mẻ này là bán vào tháng 10. Còn đi cắt thì nó ôm rau về quay để cắt đồ với ăn sáng mấy ăn tạm hay làm chiều mát lại để cắt. Bên này đầy rau nên ôm thì cũng đâu rồi sáng.